Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning đột nhiên bị bốc cháy. Không chỉ đơn lẻ một vài trường hợp mà có doanh nghiệp sử dụng 100 xe nhãn hiệu Kia Morning thì có đến 16 xe bị cháy. Điều này đang gây tâm lý hoang mang về sự an toàn của nhãn hàng xe hơi này. Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning của công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ ô tô Vinh tự bốc cháy khi đang đỗ. Chỉ trong thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017, có đến 16 xe ô tô của công ty bị sự cố tự bốc cháy. Trong đó có 2 chiếc bị cháy làm hỏng động cơ. Qua theo dõi, công ty phát hiện phần lớn xe của đơn vị bốc cháy đều xuất phát từ chập cháy bộ phận rơ le đề. Việc gặp sự cố liên tục cháy xe đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của lái xe. Mà từ cái nguyên nhân mà do xe cháy thì đưa lại một cái tâm lý hoang mang về tinh thần cho đổi lái xe cũng như khách hàng, bởi vì hành khách mà đi trên xe của mình ấy, khi có một số hiện tượng cháy xe như vậy thì người ta cũng lo sợ. Không chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ ô tô Vinh có nhận định ban đầu nguyên nhân cháy xuất phát từ bộ phận rơ le đề, mà giám định viên của công ty bảo hiểm bưu điện cũng có chung nhận định. Mà nguyên nhân chủ yếu cả cái xe đó cháy thì là từ chập rơ le đề. Thì báo cáo với anh, sau khi có hiện tượng cháy xe thì bọn tôi cũng đã báo cáo với chỗ công ty bảo hiểm là hỗ trợ là giám định ban đầu, cùng sau đó thông báo bằng văn bản cho bên hãng của Kia. Thì từ trước tới nay thì sau khi được thông báo thì hiện tại là hãng Kia cũng chưa phản hồi cho công ty. Liên tiếp xảy ra các vụ xe tự bốc cháy, nhiều lái xe của công ty đã xin nghỉ việc do lo sợ gặp phải sự cố. Trong khi chờ đợi câu trả lời chính thức từ đơn vị lắp ráp xe, thì doanh nghiệp phải tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách tháo nguồn điện ắc quy mỗi khi xe về xưởng. Là từ lúc mà vừa rồi là xuất hiện hiện tượng cháy nổ, là bên công ty là yêu cầu toàn bộ xe về nghỉ qua xưởng qua đêm, là yêu cầu là phải tháo bình ắc quy ra, tránh trường hợp cháy chập trong đêm, là chiều tháo sáng là phải lắp lại, rồi là bên chỗ đồng hồ tính tiền của bọn em là phải lập trình lại, cứ mở ra mở vào là hành lỏng, mà nhiều khi lại đi cũng được an toàn. Không chỉ có riêng công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ ô tô Vinh, mà thời gian qua trên địa bàn Nghệ An, một số khách hàng cũng gặp sự cố tương tự đối với xe nhãn hiệu Kia Morning. Nhiều khách hàng đặt câu hỏi liệu đây có phải lỗi kỹ thuật khi sản xuất loại xe này hay vì một lý do nào khác.